Đây này vàng nhá mọi người ơi. Đây là vàng vàng nhặt được ở trong cái túi quần áo người ta đi ủng hộ từ thiện nhá. Đây là của các ông bà già này. Bông tai này. Bông tai này. Dây chuyền. Hai nhẫn này. Nhẫn vàng này, có hai cái nhẫn này, có một dây chuyền và một cái lắc tay này. Cộng đồng mạng truy tìm chủ nhân túi nữ trang lẫn trong hàng cứu trợ, bị chồng giận vì mất vàng. Tối 17 tháng 9, Đại úy Trần Thị Thanh Thảo, phóng viên Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, trưởng cộng đồng cứu trợ Bắc Hà Bảo Yên, Simacai, Bát Sái, tỉnh Lào Cai, cho biết đã báo cáo công an xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, xác minh để trả lại số vàng nữ trang được tìm thấy trong thùng hàng cứu trợ gửi từ Đà Nẵng. Theo Đại úy Thảo, để kịp thời giúp bà con các tỉnh phía Bắc vượt qua mất mát sau bão số 3, bà cùng nhiều bạn bè đã lập nhóm cộng đồng cứu trợ Bắc Hà, Bảo Yên, Simacai, Bát Sát. Nhóm kêu gọi sự chung tay của nhà hảo tâm cả nước. Hàng cứu trợ đồng bào được đưa về Lào Cai. Tại đây sẽ có các đội đứng ra tiếp nhận, phân loại thành từng nhóm rồi phân bổ về địa phương. Sáng 16 tháng 9, các tình nguyện viên trong lúc tiếp nhận một xe cứu trợ từ Đà Nẵng thì phát hiện một túi vải đựng nữ trang, dây vàng, nhẫn. Túi này nằm trong thùng giấy, đựng nhiều đồ đạc, sách vở, áo quần. Bên ngoài thùng có ghi dòng chữ: Tân Khang Group ủng hộ đồng bào miền Bắc, cố lên nhé. Chiều 17 tháng 9, Đại úy Thảo đã gọi điện cho Đại tá Trần Văn Thông, trưởng đại diện Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tại Đà Nẵng, nhờ tìm đầu mối. Từ cuốn vở trong thùng hàng có ghi họ tên, lớp học, trường của hai học sinh, Đại tá Thông đã kết nối tới một trường cấp 2 tại Đà Nẵng. Thông qua ban giám hiệu, họ tìm được phụ huynh của học sinh có tên trên vở. Phụ huynh này nói rằng số vàng có thể từ người thân của mình trong lúc xếp đồ cứu trợ đã để lẫn. Cuối chiều 17 tháng 9, qua rất nhiều khâu xác minh thì nhóm của Đại úy Thảo mới kết nối được tới bà Phan Thị Đào. Qua điện thoại, bà Đào bật khóc khi biết số nữ trang vàng ngọc trai của mình đã thất lạc ra tận Lào Cai. Khi đến số nữ trang vàng bạc có trong túi, bà Đào cũng miêu tả hình dạng, số lượng, chủng loại, cả tên cơ sở gia công trang sức, có tên các món đồ, Đại úy Thảo thuật lại. Sau khi xác minh sơ bộ, Đại úy Thảo báo cho công an địa phương, nhóm sẽ bàn giao toàn bộ nữ trang vàng ngọc trai để cơ quan chức năng xác minh chính xác chủ nhân bị mất. Bà Đào kể thêm, lúc đầu khi biết tin vợ vô tình làm lẫn túi vàng trong thùng cứu trợ, chồng của bà có chút giận. Nhưng khi thấy hành trình trở về của kỷ vật một cách lạ lùng, trong câu chuyện đẹp về sự tương thân tương ái với đồng bào lũ lụt thì chồng bà cũng không còn giận nữa. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mùa mưa lũ đáng chú ý hiện nay.